Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin răn đe Trung Quốc, Mỹ điều B1B lao ra Biển Đông. Thời gian gần đây, không quân Hoa Kỳ thường xuyên huy động kỵ binh ném bom B1B với tầm bay xa tới 9.000 km, tải trọng vũ khí đạt tới 56 tấn bom đạn các loại. Máy bay ném bom B1B Lance có thể tấn công ở bất kỳ đâu trên thế giới và được đánh giá là kỳ quan công nghệ của Mỹ. Máy bay ném bom chủ chốt của quân đội Mỹ với tên gọi khác là bóng ma bầu trời được hy vọng là sẽ có khả năng kiềm chế được Trung Quốc ở Biển Đông. Máy bay B1B của Mỹ gần đây đã tham gia 3 sứ mạng đáng chú ý nhằm thách thức răn đe Trung Quốc và Nga. Đây là hình ảnh máy bay B1B và máy bay chiến đấu Ukraine trong cuộc tập trận ở vùng Biển Đen hôm 29 tháng 5 vừa qua. 3 chiến dịch quân sự lớn mà quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng máy bay B1B là cuộc thao dượt nhắm vào các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông, nhắm vào Nga tại vùng biển Okhotsk nằm giữa Nga và Nhật Bản và phối hợp với không quân Ukraine tại vùng biển Hắc Hải. Cả 3 phi vụ này nằm trong khuôn khổ một mô hình mà không lực Mỹ gọi là sử dụng lực lượng năng động. Có nghĩa là Hoa Kỳ có thể chọn khi nào và bằng cách nào để họ có thể sử dụng lực lượng chiến lược để ổn định lại cán cân chiến lược ở châu Âu, Trung Đông, châu Á và những nơi khác trên thế giới. Đóng vai trò chủ lực trong lực lượng máy bay ném bom chiến lược của Mỹ là B-1B Lance, loại máy bay ném bom tầm xa có thể mang rất nhiều loại vũ khí tối tân của Mỹ. Hoa Kỳ hiện nay có tới 11 không đoàn B-1B đóng tại 7 bang và có thể triển khai oanh tạc cơ này từ căn cứ không quân Ellsworth trên đảo Guam và căn cứ không quân Fairwood ở Anh Quốc. Đây là hình ảnh chiếc máy bay hiện đại ném bom B-1B Lance và những vũ khí có thể mang theo. Ngoài ra, không lực Mỹ cũng có thể sử dụng các căn cứ khác cho việc triển khai B-1, như căn cứ Diego Garcia trên vùng Ấn Độ Dương. 62 chiếc B-1 đã được hiện đại hóa trong một chương trình hoàn tất vào năm ngoái. Không như máy bay B-2, máy bay B-1 không tàng hình nhưng có thể mang vũ khí tầm xa tàng hình. B-1B cũng dự trù được sử dụng để chở theo một tên lửa siêu thanh của Mỹ, hiện được phát triển mang tên iCloud. Trong phi vụ gần đây ở vùng Thái Bình Dương, oanh tạc cơ B-1B còn được trang bị tên lửa không đối đất tầm xa Joyce I-2 có tầm bắn tới 925 km. Tên lửa này có thể phá hủy các mục tiêu kiên cố trên bộ và tấn công các chiến hạm và như vậy có thể thách thức các hạm đội của Nga và Trung Quốc, kể cả các hàng không mẫu hạm của Trung Quốc hiện nay đang hoạt động trên Biển Đông. Và B-1 phải chăng là vũ khí răn đe hiệu quả đối với Trung Quốc tại Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh liên tục thúc đẩy các yêu sách chủ quyền phi pháp, khiến Washington thường xuyên tiến hành các chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải ở đây. Hai chiếc B-1B Lance thuộc đội oanh tạc viễn chinh tại căn cứ không quân Dix ở bang Texas đã được triển khai từ đảo Guam trong một phi vụ vào ngày 26 tháng 5 vừa qua trên Biển Đông. Đây là hình ảnh hai máy bay B-1B Lance hướng đến Biển Đông vào hôm 26 tháng 5 năm 2020 vừa qua. Lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương đưa ra tuyên bố nhấn mạnh như sau. Đây là sứ mệnh thuộc nhiệm vụ của lực lượng tác chiến máy bay ném bom nhằm biểu dương năng lực bay, tuần tra và hoạt động ở bất cứ khu vực nào pháp luật quốc tế cho phép, theo thời gian và cường độ không quân Mỹ lựa chọn. Căn cứ không quân DS hiện nay là nơi hoạt động của các oanh tạc cơ B-1B thuộc phi đội đánh bom số 7. Không quân Mỹ đã cho triển khai 4 oanh tạc cơ B-1B cùng 200 nhân viên từ Texas tới căn cứ không quân Address trên đảo Guam vào ngày 1 tháng 5 vừa qua với mục đích hỗ trợ lực lượng không quân Mỹ ở Thái Bình Dương và tiến hành huấn luyện cũng như hoạt động với các đồng minh và đối tác trong khu vực. Lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương đã khẳng định sứ mệnh trên Biển Đông là thể hiện năng lực của không quân Mỹ trong môi trường an ninh bất ổn và đa dạng. Các chuyến bay B-1B Lance diễn ra trong bối cảnh không quân và hải quân Mỹ tăng cường hoạt động trên Biển Đông, Biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan và Hoàng Hải trong năm nay. Nhiều chuyên gia quân sự Trung Quốc cảnh báo hoạt động quân sự tăng cường của quân đội Mỹ có thể làm bùng nổ xung đột với Trung Quốc. Và được biết, đây là phi vụ thứ hai của anh tạc cơ B-1B Lance sau phi vụ đầu tiên vào ngày 29 tháng 4 vừa qua xuất phát từ căn cứ không quân Ellsworth ở bang South Dakota. Chuyến làm nhiệm vụ đến Biển Đông kéo dài 32 giờ. Đây là hình ảnh phi cơ B-1B chuẩn bị tiếp nhiên liệu trên không. Không quân Mỹ đã chứng minh khả năng làm việc nhiệm vụ xuyên lục địa với việc điều động máy bay ném bom chiến lược B-1B Lance
bay thẳng từ Mỹ đến châu Á để tuần tra trên Biển Đông. Việc máy bay ném bom B-1B tuần tra trên Biển Đông vào hôm 29 tháng 4 diễn ra cùng thời điểm Hải quân Mỹ liên tiếp điều động tới 2 chiến hạm thuộc hạm đội 7 áp sát quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trong các hoạt động tuần hành tự do hàng hải vào ngày 28 đến 29 tháng 4 năm 2020 vừa qua. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc lợi dụng hoàn cảnh để bắt nạt các láng giềng ở Biển Đông, quan ngại trước các hành xử khiêu khích và đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông. Hoạt động này thể hiện mô hình xây dựng không quân chiến lược ở Mỹ trở nên năng động hơn, phù hợp với các mục tiêu của chiến lược quốc phòng quốc gia về sự hiện diện liên tục của máy bay ném bom chiến lược của Mỹ, thể hiện cam kết của Mỹ đối với các đồng minh và đối tác trong khu vực. Đây cũng là lần hiếm hoi Mỹ thực hiện tuần tra và tuần hành tự do hàng hải ở Biển Đông, cả trên biển lẫn trên không. Giới phân tích cho rằng các nhiệm vụ tăng cường là dấu hiệu chiến lược mới của Lầu Năm Góc trong thời gian sắp tới. Và việc điều động máy bay ném bom bay thẳng từ Mỹ đến châu Á là một phần trong chiến lược không thể đoán trước được, giúp cho lực lượng quân sự Mỹ trở nên linh hoạt và khó đoán hơn. Tiếp theo sau sự xuất hiện của hai oanh đặc cơ chiến lược B-1B bay từ Mỹ tới Biển Đông vào hôm 26 tháng 5 vừa qua, thì ngày 28 tháng 5 năm 2020, một khu trục hạm của Hải quân Mỹ lại tuần tra vì tự do lưu thông hàng hải ở quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm của Việt Nam. Đây là hình ảnh chiếc tàu chiến USS Mustin của Hải quân Mỹ. Trong một báo cáo, Trung úy Ano Junko, phát ngôn viên của hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết, vào ngày 28 tháng 5 giờ địa phương, tàu USS Mustin đã khẳng định các quyền và quyền tự do hàng hải tại quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Khi tiến hành chiến dịch trên, Hoa Kỳ đã chứng tỏ rằng vùng biển này không nằm trong đòi hỏi chủ quyền vùng biển quốc gia của Trung Quốc. Theo một quan chức Hải quân Mỹ được trang CNN trích dẫn, khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Martin lớp Alex Book đã đi vào vùng 12 hải lý của đảo Phú Lâm và đá tháp thuộc quần đảo Hoàng Sa. Phía Trung Quốc cũng cho biết đã điều tàu đến nhận dạng, theo dõi và cảnh báo tàu USS Mustin. Trong một thông báo được China Daily trích dẫn, phát ngôn viên chiến khu Nam Bộ của Trung Quốc lên án như sau: quân đội Mỹ là nguồn gốc của những rắc rối và hỗn loạn ở Biển Đông. Đây không phải lần đầu tiên Hải quân Mỹ thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông trong một tháng trở lại. Đây là hình ảnh tàu cận chiến duyên hải USS Gabriel Gifford hoạt động gần tàu thăm dò dầu khí West Capita treo cờ Panama tại Biển Đông vào ngày 12 tháng 5 năm 2020. Trước đó, trong một thông báo đăng trên trang web của Hạm đội Thái Bình Dương, Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 5 năm 2020, lực lượng Hải quân Mỹ cho biết là một chiến hạm Mỹ đã được phái đến làm nhiệm vụ ngay trong khu vực ở Biển Đông, nơi có tàu thăm dò dầu khí của Malaysia hoạt động và một chiếc tàu khảo sát Trung Quốc gần đấy. Bản thông báo nói rõ là tàu cận chiến duyên hải USS Gabriel Gifford đã thực hiện những hoạt động hiện diện gần tàu thăm dò dầu khí của West Capita treo cờ Panama ở Biển Đông vào ngày 12 tháng 5. West Capita là tàu khoan thăm dò được tập đoàn dầu khí Petronas của Malaysia thuê để thăm dò trong vùng biển mà nước này tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế của họ. Thông cáo kèm theo một bức ảnh chụp chiếc Gabriel Gifford di chuyển sát giàn khoan của Malaysia và trích lời chuẩn đô đốc Fred Crutch, chỉ huy nhóm tác chiến viễn chinh số 7, xác định rằng hoạt động của chiến hạm Mỹ cho thấy khả năng to lớn của Hải quân Hoa Kỳ trong khu vực và là tín hiệu tốt nhất để thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Thông cáo cũng nhắc rằng đây là lần thứ hai trong không đầy một tuần mà một chiến hạm Mỹ đến hoạt động gần tàu khoan Malaysia. Vào ngày 7 tháng 5 vừa qua, tàu cận chiến duyên hải USS Mukil cùng tàu tiếp nhiên liệu USNS Chavez cũng đã đến vùng biển này hoạt động. Tàu chiến Mỹ hiện diện trong khu vực vào lúc Trung Quốc cũng cho tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 cùng các tàu hải cảnh hộ tống đến hoạt động trong khu vực. Vừa bám đuôi tàu Malaysia vừa làm công việc khảo sát như từng làm vào năm ngoái tại khu vực Bãi Tư Chính và bờ biển miền Trung Việt Nam, sâu bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6, ngày 5 tháng 6 năm 2020 với bản tin Răn đe Trung Quốc, Mỹ điều máy bay chiến đấu B-1B lao ra Biển Đông. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết
và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.